Bây giờ thì Holly đang có mặt tại backstage của hãng Toyota. Thì khoảng 1 giờ ngày hôm nay thì Vinauto có cái cơ hội để interview vợ chồng của ông Mr. Troy. Thì vợ chồng này là một cặp vợ chồng mà đã build lên chiếc FT1 từ cái design của Toyota, mà hiện giờ trên thế giới chỉ có 2 chiếc mà thôi. Hôm nay chiếc mà Vinauto sẽ interview đó là chiếc màu xám, còn chiếc màu đỏ thì bây giờ đang có mặt tại Toronto. Well, hello everyone. We're here with the man behind this famous, fabulous car, the Toyota FT1. He's the one that owned the company that is not designing this car, but he's the one who's building this car. So, Mr. Troy? Yes. I really want to ask you the question. So when you received the order from the company that designed the car, right, that tell you to build the car, what was your feeling when you received that model? Well, the company that designed this car, it's called Kalti Design Research, and basically that's Toyota's exclusive design company. So They're my client, and when they showed me they actually showed me the car originally in scale, okay. So it was about a half scale model. And when I remember walking into the design studio, seeing that model, and I told my team, I said, I don't care what it takes, we have to build that. You have to build that car. Yeah. So you can see how fabulous the car, catching attention at first, and this is how famous the car is on a lot of magazines that I've been through. And then another question I want to ask you is, when you start building the concept car, mm-hmm. this FT1. So what's the difficult time that you have to go through? Well, the one thing is that the cars always has a debut. So the debut is usually the North American International Auto Show, or known as the Detroit Auto Show. So that we always have to start there. So that there's a deadline, and then so when we start the car, we have a certain amount of time that we have to build it. And in this case, we only had 22 weeks to build it. So you can imagine that's not a lot of time, but because of my team's expertise and our focus to attention, we can actually do something like that in that short period of time. So 22 weeks start from nothing. Well, it's not nothing. Or so start from the way that starts is the Kalti Design Research. They give us a full size clay model. So what they do is they clay model the exterior of the car, uh-huh. but only the exterior, not the wheels, not the lights and stuff like that. It's just the main body, and we take molds of that, and from those molds we make a fiberglass body. The interior and the wheels and all the details, like the lights and all that stuff, is given to us in CAD data. So it's all computer data that we receive. So we have to take the computer data, marry it with the fiberglass car that we have, and then make all the parts fit together. So now you're hearing from the man who built this car. And all these rumors, a lot of people say that this is another Supra. Right. So what do you think about that? Well, you know what, right now it's a concept. And just so you know, FT1 stands for Future Toyota, and one being the number one. That's always the best, right? So that's kind of what it's called now. Yes, there's a lot of influence from like Supra, rear-wheel drive, sports cars, even the 2000 GT that's over there. That's also part of the lineage of this car. So they're not calling it a Supra yet, but I think we all know that if whatever it's going to be really awesome car, rear-wheel drive, sports car, something that Toyota's been missing for a while, and something that all us guys we love, right? So that remains to be seen if it's going to be called a Supra. So from all that being said, that's mean that the car is going to future the way that Toyota will go, but this is nothing that they will announce that they will make this car become a production car yet. So thank you, Mr. Troy, for welcome. Joining us today. Yes. Okay. And remember, this is the guy that built the car. The company built this, and he's the one that make this happen. Yeah. Thank you. The name of that company is 5-Axis. 5-Axis. Yeah. Remember that. Yeah. Okay. Thanks. Thank you. Thank you, Mr. Troy. Như lúc nãy mà Mr. Troy đã chia sẻ thì chiếc FT1 bây giờ hiện tại trên thế giới chỉ có 2 chiếc mà thôi. Tổng cộng cái số tiền mà để build ra chiếc FT1 thì khoảng hơn 1 triệu đô la. Khi mà họ nhận được cái design của Toyota thì công ty 5-Axis chỉ có 22 tuần để mà hoàn thành cái project đó. Thì tất cả mọi thứ chỉ build lên từ một cái khung xe thôi chứ không có gì hết.
Như Mr. Choi nói á, thì ngày đầu tiên khi mà ông bước vô cái office mà thấy được cái model mà nhỏ nhẹ á, thì ông nói với công ty của ông là bắt buộc là phải làm cái chiếc này, là mình phải làM cái chiếc đó. Mà hiện giờ chiếc ST1 này đã có mặt trên thế giới rất là nhiều. Tất cả những tờ báo magazine nổi tiếng nhất ở tại Mỹ bây giờ thì đều có đăng tin về chiếc ST1 này. Mọi người thường nói ST1 là một cái mẫu mã mới của chiếc Supra, nhưng mà như ông Mr. Choi nói á, thì ST thì nó đồng nghĩa là Future Toyota, còn One có nghĩa là Number One. Họ chưa gọi nó là Supra. Bây giờ nó chỉ là một concept car thôi, chưa có là một mẫu mã, chưa là một production car, cho nên mọi thông tin bây giờ thì chỉ có thể là đợi cái announcement của hãng Toyota thì mình mới biết thêm chi tiết mà thôi. Còn bây giờ thì Holly sẽ interview một người cũng góp phần không nhỏ trong cái việc xây dựng lên hình ảnh của chiếc ST1, đó là cô Trần Ngọc Diệp, là vợ của ông Mr. Choi. Ok, thì bây giờ Holly đang đứng bên cạnh cô Trần Ngọc Diệp. Thì cô là vợ của Mr. Choi, là hai người đã cùng nhau build cái chiếc ST1 này từ cái design của hãng Toyota. Thì so what were your feelings when you received that that design? We were excited, happy. Every time we receive a new design from Toyota, we'd be the first one to build it. So, you know, we're kind of wow. Yeah. So giống như cô Diệp đã nói thì cô rất là vui. Bởi vì họ là những người đầu tiên làm ra cái chiếc design nó, làm ra chiếc ST1. So throughout that whole hard time that you and your husband, the company go through to build this, I know that he said only 22 weeks, right? Yeah. So do you feel the rush at all? Yeah. There's always stress, you know, when we build one of these concept cars, and it's just a lot of tension and hard work and long hours, so everybody is, you know, is really stressed out and all that. So I just feed them. I get them food. So you just feed them, make them full and have energy to work. Yeah. Đó là cô Diệp vừa chia sẻ, đó là khi mà nhận được cái design này á, thì chiếc xe này chỉ được hoàn thành trong vòng 22 tuần thôi để ready cho is it the Detroit show, right? The first show of the year? Yeah. Okay. Last year. Yeah. Last year. Yeah, đó là cho cái Detroit Auto Show. Thì chiếc design này á là một những chiếc xe rất là famous, những chiếc xe rất là đẹp. Thì Harley muốn giới thiệu tới mọi người biết là đứng đằng sau chiếc xe đẹp và famous này á là một người Việt Nam luôn, có nghĩa là một người trong community của mình. So right now VN Auto will move on to a different car, so I will see you guys later. Thank you so much for doing that.